hãy trở thành những đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đất nước của chúng ta trải qua cái thời Covid, bỗng dưng có một vụ đại án rất lớn mà mọi người đều biết, đó là vụ Việt Á. Người ta gọi đó là hòn đá thử, thử để xem biết con người vững lập trường hay không, hay là bị lung lay trước cái cám dỗ của tiền tài. Và quả nhiên rằng là cho đến nay, ít ra thì người ta cũng đã công bố một cách chính thức phải đến 70 người lãnh đạo từ trung ương, có cả bộ trưởng, có các chủ tịch thành phố, có các chủ tịch các địa phương, có những trưởng của các cơ quan nghiên cứu, cho đến các nhóm gọi là CDC, tức là Ủy ban Phòng chống dịch bệnh, khoảng cỡ 70 người gục ngã. Người ta nói đến con số chênh lệch lợi ích lên đến 4.000 tỷ, và số tiền lót tay cho các lãnh đạo này đâu đó được công khai con số cũng 800 tỷ. Quả nhiên rằng trước một khoản tiền bị lớn như thế, người ta mới thấy được anh có lập trường hay không, anh có thấy mình là người phục vụ hay không, hay là lợi dụng chức vụ của mình để có những lợi ích riêng tư. Tin mừng tuần trước chúng ta đã nghe Đức Giêsu kể về người phú hộ. Ông có quá nhiều tiền nên phải xây kho lẫm thật lớn. Nhưng rồi Ngài lại nói tiếp: này đồ ngốc, coi chừng đêm nay mà ta kêu gọi ngươi thì tiền đó sẽ để lại cho ai? Và tương tự như vậy, mỗi người chúng ta trong cuộc sống được Thiên Chúa trao phó cho cái nhiệm vụ là những người quản gia. Và người quản gia tốt phải là người làm theo ý của chủ mình, chứ không phải là vì lợi ích riêng tư. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là người chủ đi về trễ, và hình ảnh thứ hai là người chủ ngờ Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Quả mỗi người chúng ta chẳng ai biết giờ phút nào mình sẽ phải gặp gỡ Thiên Chúa. Người chủ ra đi, người chủ ở xa, và vì vậy nhiều người thì nói rằng còn lâu chủ mới về, nên là mới đi đến cái hành động đánh đập đầy tớ, rồi là không hoàn thành công việc của mình. Nhưng mà cái việc mà Thiên Chúa, người chủ đi xa cũng là tình trạng của chúng ta hiện nay khi Thiên Chúa về trời. Và việc ông chủ trở lại chắc chắn nói chính xác là ngày Thiên Chúa sẽ quang lâm. Nhưng mỗi người chúng ta sẽ phải gặp gỡ chủ một lần trong cuộc đời của mình. Đó là giờ phút Chúa đã gọi con về. Và đó là lúc mà mỗi người chúng ta phải đối diện với chủ, với Thiên Chúa để trả lẽ về tất cả những việc mà chúng ta đã làm trong cuộc sống. Và tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu chúc lành cho những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Trung tín là họ biết họ được nhận một sứ mạng từ người chủ. Trung tín là việc trung thành với công việc của mình, dù có người theo dõi hay không, dù không cần phải đặt một thanh tra, đặt các ủy ban này khác, mà ta làm theo lương tâm của mình. Người trung tín là làm mà không thẹn với lương tâm của mình. Đó là người đầy tớ trung tín. Trung tín là hoàn tất nhiệm vụ mà chủ giao phó. Trong tin mừng Matthew thì nói đến một cái hình ảnh biểu tượng khác. Những người đầy tớ được giao những nén bạc khác nhau. Người thì 10 nén, người 5 nén, người 2 nén, người chỉ có 1 nén. Đó cũng là những khả năng mà Thiên Chúa trao phó. Và mỗi người chúng ta sẽ có những công việc, những trách nhiệm riêng của mình để chúng ta hoàn tất được công việc ấy. Thế rồi giờ phút mà Thiên Chúa gọi cũng rất là bất ngờ. Cụ thể như gần đây ta thấy cả thế giới bất ngờ câu chuyện một tháng trước, ngày 8 tháng 7, ở đất nước Nhật Bản, Thủ tướng Kobe, ông là bị ám sát ngay trong lúc đang thuyết trình. Nào ai có thể ngờ được. Đâu ai nói Nhật Bản lại không có một cơ quan an ninh tốt đẹp. Thế rồi gần đây ta cũng thấy ở Việt Nam mình những cái chết rất bất ngờ, và đôi khi có thể gọi là lãng xẹt.
Khoảng cách đây 10 ngày, ba phụ nữ ở Cà Mau uống rượu nhiều quá và đã tử vong. Trong số nhiều người thì ba người tử vong, phụ nữ là trên dưới 40 tuổi. Và mới ngày hôm qua thôi thì có đến 8 sinh viên ở Sài Gòn cũng chỉ vì uống rượu và pha với nước ngọt, 8 người bị đưa vào bệnh viện, 2 người đã chết. Ai có thể nói được cái chết đến vào bất cứ giờ phút nào. Và đó là lúc mà người đúng là hình ảnh của người chủ trở về, và mỗi người sẽ phải đối diện với Thiên Chúa trả lẽ về tất cả những việc gì mình đã làm. Các bài đọc trong thánh lễ ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta một cung cách sống. Trước tiên là bài đọc 1 của sách Khôn Ngoan, đó là tích lũy kinh nghiệm ngàn đời của dân Do Thái, trải qua những năm tháng để luôn tin tưởng rằng một Thiên Chúa sẽ luôn cứu thoát người chính trực và triệt hạ những kẻ địch thù. Thiên Chúa giáng phạt xuống đối phương để làm cho anh em được rạng rỡ, để giờ đây anh em tất cả dân thánh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, để sướng lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Việc này chúng ta thấy đặc biệt gắn với câu chuyện người Do Thái được đưa ra khỏi vùng đất nô lệ Ai Cập. Và Chúa đã giáng phạt xuống Pharao và quân lính của ông để cứu lấy dân của Ngài. Bài đọc 2 trích trong thư gửi tín hữu Hy-pri cho chúng ta chân dung cuộc sống của vị được gọi là cha của những người tin, đó là ông Abraham. Hành trình của người tin, hành trình tin vào sự trung tín trung thành của Thiên Chúa đã giúp ông lên đường theo tiếng của Chúa gọi, dù chưa biết rằng hành trình của mình sẽ đi đến đâu. Sự trung tín của Abraham và Sarah cũng chính là tin vào lời hứa của Thiên Chúa, dù đã cao niên nhưng vẫn còn son sẻ, nhưng tin rằng Thiên Chúa sẽ có cách thực hiện. Và điều thứ ba, cũng chính khởi từ niềm tin đó, Abraham đã sẵn sàng để hiến tế người con của mình là Isaac. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Giave sau đó đã can thiệp để Isaac vẫn tồn tại, và dòng dõi của Abraham mới trở thành đông như sao trên trời, như cát đáy biển. Và trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta vẫn ý thức được tất cả những gì chúng ta có, cuộc sống, sự hiện diện của chúng ta, tất cả tài năng và thời giờ mà Thiên Chúa ban, đó là những nén bạc mà Thiên Chúa trao tặng. Xin cho chúng ta là những người đầy tớ trung tín, luôn biết thực hiện ý muốn của Chúa theo gương của Đức Giê-xu, thực hiện ý của Cha trên trời trong cuộc sống thường ngày. Và khi đã là người trung tín như vậy thì việc chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa không phải là một án họa, nhưng đó là một phúc lành. Để như đời Đức Giê-xu nói hôm nay, người chủ sẽ đưa họ vào bàn ăn đến bên từng người mà phục vụ. Đó cũng chính là hình ảnh mà Đức Giê-xu đã cột dây vào lưng, vào bụng để rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Gợi lại cái hình ảnh đó mà ngày hôm nay Ngài thiết đãi chúng ta trong bàn tiệc thánh thể, và xa hơn, đó chính là bàn tiệc nước trời của những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan.